Ôi cơm đẹp. Cơm vừa ăn luôn vậy. Giờ món lét luôn. Đây là không bướm luôn á. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở vườn sầu riêng Phương Trang nha các bạn. Đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về sầu riêng Phương Trang, cơm vàng hạt thép bao ăn. Đó, khách quá trời luôn các bạn. Đó, hôm nay ship ra trận. Rồi, cơm vàng dẻo ráo. Nói ha, lạc quá, mình chửi. Ai dám chửi? Rồi các bạn xem nha. Đó, cho bạn xem từ xa. Đây, khắp sầu riêng là nguyên một dừa luôn các bạn, khủng khiếp chưa? Như đống núi luôn chứ không phải đống lúa nữa. Loại bên này là 80 các bạn. Bên trong bên kia là 101, 102. Quá đã luôn, ăn sầu riêng tại chỗ. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Giơ ngón tay lên ngon là phải giơ lên vậy nè. Thấy cần không? Khách hàng nhí. 240. Ok. Cái lối đâu vậy? Lại mẹ xíu. Đó, khách đang chờ bên này nữa nè các bạn. Trái nhỏ mà muối các bạn. Giỏ mông lét luôn. Đây, đó. Cơm vàng đẹp vậy nè. Còn 360 không? Ôi cơm đẹp. Cơm vừa ăn luôn vậy. Giọng món lét luôn. Đây là khô bướm luôn á. Đúng rồi, thấy màu này là không giờ chạy. Mấy bữa đây nó mưa á. Đây các bạn. Trời quá trời luôn nè.
Loại này là loại 80k đang khui nha các bạn. Muối vẫn bao ăn, cơm vàng hạt lép. Chỉ có 80k là mà nó ít muối hơn loại hàng ở trên kệ 101, 102 nha các bạn. Đây nè, đó. Đẹp chưa? Ngon lành. Tám mươi, trăm mốt, trăm hai đang khui là loại 80 nè. Dạ đâu có loại 60 đâu, có loại 50 mà 50 còn có một trái hai trái à. Cái này rất là nhọn các bạn. Khách đang chờ. Bên đó 80 á chị. Đó nè các bạn. Này cơm khô dẻo gì ơi, 2,6 kg. Trên này muối nhiều hơn, vỏ mỏng hơn. Lựa thêm loại này là loại 80k nè các bạn. 576. Thì chị giờ sự kiện Phương Giang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình các bạn. Hai trái luôn các bạn. Đây, đó cơm này cơm khui sẵn nè các bạn. Cơm béo, muối nhiều.
rất là đẹp đó. Vàng dẻo gáo các bạn. Khi vừa sầu riêng lên đèn nhìn các bạn nhìn xem mà đẹp lòng lấy kêu xa luôn chưa, khủng khiếp nguyên cái vựa mình trồng. Hàng mới lên tối qua hết nha các bạn, rất là tươi. Anh trai lựa thêm một trái hàng ở trên. À, giờ cho anh trai thích cái nào lựa cái đó, chín hết rồi. Bù thêm cho anh trai một muối. Đó thì khách tới luôn các bạn, khách bên kia. Đó. Đây. Cơm dẻo. Đây cơm dẻo chứ này anh vô nó dẻo cơm lắm. Còn cái này nó cơm dẻo lên. À, chị đang từ quán bên kia cho em gái các bạn.
Chân đang lựa cho anh trai một trái mai ăn. Chạy kiểm tra trước cái khui các bạn, ok. Thêm một trái mini đây, hai cha con nè, đó rước đi học về anh, hai cha con đi học về mua sầu riêng nhỏ xíu à. Vàng đẹp lắm các bạn. Về tắm sạch sẽ, bắt đầu hai cha con nằm lên sofa, mở pin hoạt hình lên coi. Mở tô mát ăn là sướng luôn. Hai cha con mở pin Tom và Jerry coi. Dưới lời được có 5 ngày.